những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng, chính ta đây. Và, thời kỳ đã đến gần, anh em chưa có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là trung cục ngay đâu dân này sẽ nổi dậy chống dân kia nước này chống nước nọ sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện